Thảm họa tự nhiên có lẽ không còn xa lạ gì với nhân loại khi chúng ta đã từng chứng kiến những trận động đất, những cơn sóng thần, núi lửa phun trào hay là gần đây nhất chính là đại dịch Covid-19. Mặc dù ở Việt Nam thì Covid đang dần trở thành câu chuyện cổ tích, còn một vài nước khác thì người dân vẫn đang tự do nhiễm bệnh. Ngày hôm nay, hãy cùng với chúng mình điểm qua một số bộ phim lấy chủ đề về thảm họa tự nhiên đáng xem nhé. Ok, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Chủ đề thảm họa tự nhiên đã luôn được các nhà làm phim để tâm mang lên màn ảnh rộng với những thước phim hoành tráng về một viễn cảnh có phần đáng sợ, nhưng chính vì thế lại rất kích thích trí tò mò của người xem. Rất nhiều nghiên cứu tâm lý học đã chỉ ra rằng nỗi sợ là cảm giác căng thẳng nhất nhưng cũng kích thích nhất đối với con người, giống như mấy bạn càng sợ phim ma thì lại càng máu xem phim ma vậy. Đương nhiên, chẳng ai trong số chúng ta muốn một thảm kịch tự nhiên thực sự xảy ra, nhưng có lẽ là chúng ta sẽ trầm trồ và phấn khích kèm theo một chút sợ hãi khi được xem những thước phim thảm họa tự nhiên này. Để bắt đầu với danh sách các thảm họa tự nhiên, có lẽ không một bộ phim nào hợp lý hơn siêu phẩm Armageddon của ông hoàng cháy nổ Michael Bay, công chiếu lần đầu vào năm 1998. Cho tới nay, bộ phim này vẫn là một trong những tác phẩm thú vị nhất có đề tài thảm họa thiên nhiên vì tính giải trí tuyệt vời mà nó mang lại. Câu chuyện của bộ phim xoay quanh một nhóm thợ khoan lõi, dẫn đầu bởi Harry Stamper, thủ vai bởi Bruce Willis, được NASA triệu tập để khoan vào lõi và kích nổ đầu đạn hạt nhân nhằm phá hủy một thiên thạch to bằng bang Texas đang hướng thẳng tới trái đất. Việc Armageddon ra mắt cách đây 22 năm cũng là một trở ngại của tác phẩm này trong việc tiếp cận khán giả thế hệ mới, vì nếu phải đặt bộ phim này lên bàn cân với các tác phẩm thảm họa tự nhiên ra mắt trong khoảng một chục năm trở lại đây thì chắc chắn rằng Armageddon không thể có được những cảnh kỹ xảo chân thực và mãn nhãn. Tuy nhiên, để bù lại, bộ phim lại sở hữu một câu chuyện thú vị và dễ hiểu, thêm với đó là một dàn cast cực kỳ chất lượng với những cái tên như là Bruce Willis hay là Ben Affleck. Đó là còn chưa kể tới sự xuất hiện của bài hát I Don't Wanna Miss a Thing của ban nhạc huyền thoại Aerosmith. Tất cả những yếu tố ấy đã khiến cho Armageddon vượt không gian và thời gian, trở thành một trong những bộ phim về thảm họa tự nhiên đáng xem nhất mọi thời đại. Nạn động đất thường đi đôi với đảo quốc Nhật Bản phải không các bạn? Thế nhưng trong bộ phim này, cơn địa chấn kinh hồn lại diễn ra trên đất Mỹ cơ, và nó cũng đáng sợ không kém gì tai họa từng xảy ra trên đất nước mặt trời mọc đâu. San Andreas mở đầu bằng một cảnh sạt lở tại vách núi và khán giả cũng không mất nhiều thời gian để chứng kiến những tấn thảm kịch còn kinh khủng hơn như vậy. Ban đầu, chỉ có thành phố Nevada bị ảnh hưởng bởi đất mẹ bao la, nhưng sau đó, cả vùng San Francisco đều bị san phẳng. Nguyên nhân của thảm họa này được cho là do sự di chuyển của đoạn nứt gãy San Andreas. Nhưng điều đó còn quan trọng nữa đâu, khi từng tòa nhà chọc trời cứ thi nhau đổ gãy và vỡ vụn, còn người dân thì hoảng loạn trốn chạy, thậm chí còn dẫm đạp và sẵn sàng tước đi cơ hội sống của nhau. Mà đó còn chưa phải là tất cả cơ. Động đất thì thường đi đôi với sóng thần, và với một cơn địa chấn có sức mạnh lên tới 9,5 độ Richter thì đương nhiên là cơn sóng tràn vào bờ cũng chẳng khác nào hàng trăm con thủy quái cùng nhau sống dậy cả. Chưa kịp hoàn hồn vì dư chấn động đất, người dân nước Mỹ phải chịu thêm một đợt tấn công từ ngoài biển khơi nữa, tạo ra một hậu quả đầy đau xót khi mọi thứ đều ngập chìm trong khói bụi và mực nước dâng cao. Tất nhiên, mình sẽ không thể ngồi đây và thuật lại hậu quả của trận động đất trong phim cho các bạn nghe nếu phần hình ảnh không được đầu tư chỉnh chu. Từng tòa nhà, từng đợt dư chấn, từng cơn sóng, tất cả đều được thiết kế vô cùng công phu và tỉ mỉ, khiến khán giả có cảm giác như đang được trải qua một tấn thảm kịch thực thụ. Thậm chí, trong phim còn có những góc máy cực đại, mô phỏng toàn bộ ảnh hưởng của trận động đất, đủ sức làm người xem giật mình, ngay cả khi bộ phim đã kết thúc. Và nếu chừng ấy vẫn chưa còn đủ để thuyết phục các bạn mở phim ra để xem, thì sự có mặt của ông trùm hành động The Rock cùng thiên thần Alexandra Daddario sẽ khiến 1 giờ 54 phút của các bạn trôi qua không hề uổng phí. Nhắc đến hậu quả của biến đổi khí hậu, chúng ta nghĩ đến ngay nóng lên toàn cầu. Còn đối với The Day After Tomorrow, trái đất lại đứng trước nguy cơ diệt vong khi bị đưa trở lại kỷ băng hà. Những hiện tượng thời tiết chưa từng có như là tuyết rơi ở Ấn Độ, mưa đá to bằng bắp tay của The Rock ở Tokyo, vòi rồng đôi cuốn bay cả biển hiệu Hollywood, hay ở trung tâm của bộ phim thành phố New York, nơi trận bão tuyết nhấn chìm cả tượng nữ thần tự do. Nhân vật trung tâm của bộ phim là một nhóm học sinh kẹt lại giữa lòng thành phố. Tại đây, họ buộc phải đoàn kết để sinh tồn. Cùng lúc đó, các nhà khoa học và chính quyền liên tục ghi nhận những con số về thảm họa chưa từng có, khiến họ không kịp trở tay. Bởi trước đó khi được cảnh báo về hiện tượng này, họ khẳng định lợi ích kinh tế là quan trọng hơn ở thời điểm hiện tại. Sử dụng từ mãn nhãn cho một tác phẩm thảm họa tự nhiên nghe thật không hợp lý, bởi ai lại muốn trông thấy những thành tựu của con người bị quét sạch đi như vậy? Nhưng cũng không thể không dành lời khen cho phần hình ảnh, đặc biệt là kỹ xảo của The Day After Tomorrow, khi những cửa kính lần lượt vỡ theo tiếng nhạc, lũ quét nhấn chìm cả tòa nhà cao ốc. Màn trình diễn âm thanh, hình ảnh ấy đầy cảm xúc của người xem tới độ căng thẳng tựa như những tác phẩm hành động, giật gân và cả những vỡ òa sâu lắng trong những phân cảnh tình cảm và lãng mạn. Cụm từ chiếc thuyền của Noah là một hình ảnh cực kỳ nổi tiếng được bắt nguồn từ Kinh Thánh, và nếu các bạn tò mò về ý nghĩa đằng sau của cụm từ này thì hãy khám phá bộ phim ngay sau đây. Chúng mình xin giới thiệu tác phẩm tiếp theo của đạo diễn đầy tài năng Darren Aronofsky, Noah, hay còn được biết đến với cái tên là Đại Hồng Thủy, ra mắt khán giả vào năm 2014.
lấy cảm hứng từ câu chuyện đại hồng thủy trong Kinh Thánh, bộ phim Theo Chân Noah, thủ vai bởi Russell Crowe, một thường dân sống cùng với gia đình gồm vợ và hai người con trai. Theo câu chuyện gốc trong Kinh Thánh, loài người đã làm sơ bẩn trái đất với bạo lực và những thói hư tật xấu khác. Vậy nên, Chúa đã quyết định sẽ thanh tẩy mọi sự sơ bẩn bằng một trận đại hồng thủy, và Noah cùng với gia đình là những người thanh sạch đã được chọn để sống sót. Họ được hướng dẫn xây một chiếc thuyền lớn không chỉ dành cho gia đình Noah mà còn cho tất cả những loài sinh vật trên trái đất. Mỗi loài sẽ có một cặp đực cái lên thuyền để tiếp tục bảo toàn giống nòi. Tuy nhiên, trong Noah, đạo diễn Darren Aronofsky đã có một hướng tiếp cận khác với câu chuyện gốc. Còn đại hồng thủy thay vì là một khởi đầu mới của nhân loại thì sẽ là dấu chấm hết hoàn toàn. Vì Noah tin rằng Chúa muốn gia đình ông là những con người cuối cùng trên trái đất, sẽ không còn thế hệ người nào nối tiếp nữa. Bên cạnh thành công tại phòng vé với hơn 360 triệu đô Mỹ, xấp xỉ gấp 3 lần ngân sách bỏ ra, Noah cũng được giới phê bình đánh giá cao, đặc biệt là về cách thể hiện một câu chuyện mang tính huyền thoại qua màn ảnh rộng. Và đừng để việc bộ phim này đã được dựa trên Kinh Thánh cản trở bạn thưởng thức Noah, vì qua sự ảo diệu của Aronofsky, các bạn sẽ được choáng ngợp trong một thế giới hoàn toàn mới lạ với những bí ẩn và kỳ quan của nhân loại. Hãy nhớ rằng bên cạnh lão tướng Russell Crowe và chúng ta vẫn thường biết đến qua Gladiator, còn có sự góp mặt của nữ diễn viên Jennifer Connelly và cô phù thủy nhà Gryffindor, Emma Watson, càng thêm lý do để chúng ta muốn thưởng thức tác phẩm điện ảnh này, đúng không? Có lẽ người ta vẫn hay liên tưởng tới những bộ phim thảm họa tự nhiên cùng kỹ xảo hoành tráng với những nền điện ảnh hàng đầu như là Âu Mỹ, nhưng bộ phim sau đây sẽ khiến ít nhiều các bạn ngạc nhiên, đó chính là Wandering Earth. Bộ phim được sản xuất tại Trung Hoa, ra mắt vào đầu năm 2019. Lấy bối cảnh tương lai vào năm 2061, phim đưa chúng ta tới với viễn cảnh hệ mặt trời đang dần lâm nguy khi mà mặt trời đang phình to ra và có nguy cơ nuốt chửng trái đất trong tương lai. Trái đất lúc này thì đã ngừng quay và bị những con sóng thần hoành hành tới mức bề mặt trái đất gần như hoàn toàn đóng băng, khiến cho những người sống sót phải chuyển xuống những thành phố ngầm ở dưới mặt đất. Để đảm bảo cho sự sinh tồn của nhân loại, các quốc gia trên thế giới đã chung tay xây dựng chính phủ liên hiệp trái đất và bắt đầu kế hoạch gửi đi các phi hành gia hàng đầu lên trạm không gian để thực hiện dự án mang tính sống còn này. Đó là tìm cách đưa trái đất ra khỏi quỹ đạo mặt trời và đến với một hệ ngân hà khác, nơi mà trái đất sẽ được an toàn và con người sẽ có thể sinh sống. Bên cạnh những thước phim về kỹ xảo không hề thua kém ai, cùng với một câu chuyện ấn tượng, The Wandering Earth cũng cho ta cảm giác ấm áp tình cha con giữa phi hành gia Lưu Bồi Cường và con trai Lưu Khải. Khi Lưu Bồi Cường vì được cắt cử lên trạm vũ trụ giúp trái đất tìm đến điểm mới, đã buộc phải rời xa con trai từ khi cậu còn nhỏ. Bộ phim Theo Chân cuộc sống của Lưu Khải tại trái đất, lúc này là một thiếu niên hoạt bát, cùng với đó là cuộc sống tại trạm vũ trụ của Lưu Bồi Cường khi anh luôn mong ngóng ngày đoàn tụ như đã hứa với con trai. Với tổng cộng gần 700 triệu đô Mỹ thu về được tại phòng vé, ăn đất 50 triệu đô la Mỹ ngân sách, The Wandering Earth là một thành công vang dội khi được xếp thứ 3 trong danh sách các phim nước ngoài có doanh thu cao nhất lịch sử. Có một truyền thuyết đô thị rằng khi nhìn thấy sao chổi rơi, hãy nói lên điều ước của bạn và điều ước đó sẽ trở thành sự thật. May là đó chỉ là truyền thuyết thôi, vì theo như bộ phim chúng mình nói đến sau đây, nếu như sao chổi rơi thật thì khả năng là chúng ta sẽ được gặp lại bọn khủng long chứ không có ước mơ gì đâu. Bộ phim chúng mình đang nói tới chính là Deep Impact, được ra mắt khán giả vào năm 1998, lấy bối cảnh Hoa Kỳ trước thảm họa diệt vong khi một ngôi sao chổi lớn dự kiến sẽ va chạm với vùng biển và đất liền của Hoa Kỳ, đe dọa tới tính mạng của tất cả. Trước viễn cảnh đáng sợ này, đoàn phi hành gia tàu Messier được gửi lên vũ trụ với mục tiêu kích nổ vũ khí hạt nhân, khiến sao chổi sẽ chệch hướng và ra khỏi đường bay va chạm với trái đất. Đất nước Hoa Kỳ cũng lập tức có kế hoạch sơ tán người dân với các hầm trú ẩn dưới lòng đất, nơi mà có đầy đủ nguồn lương thực, nước uống và các số kinh trồng để có thể sẵn sàng cho một cuộc xây dựng mới từ đống cho tàn. Chớ trêu thay, hầm trú ẩn này chỉ có thể đủ cho 1 triệu người dân, nói cách khác là sẽ có người đi và sẽ có người ở lại, sẽ có người phải hy sinh và để sự sống tiếp tục được bảo tồn. Deep Impact không phải là một bộ phim vượt ra khỏi khuôn mẫu của những bộ phim lấy chủ đề thảm họa tự nhiên, nhưng cách xây dựng nhân vật, diễn biến của câu chuyện cực kỳ được chú ý. Khán giả hoàn toàn có thể cảm thông được với từng quyết định của nhân vật, từng nhịp đập hồi hộp, từng sự sợ hãi mà những nhân vật phải trải qua. Với kinh phí đầu tư khá khủng là 80 triệu đô, Deep Impact đã thu về hơn gấp 4 lần ngân sách với gần 350 triệu đô phòng vé và là một trong những bộ phim rất được yêu thích lúc bấy giờ. Bão lụt là một trong những thảm họa thiên nhiên đáng sợ nhất với loài người. Nhưng trong bộ phim này, sông tố bão bùng chỉ làm nền cho mối nguy hại còn đáng sợ hơn thế rất nhiều. Crawl được phát triển dựa trên một ý tưởng thú vị, đó là cá sấu lên bờ. Bối cảnh câu chuyện chỉ nằm gọn ở trong ngôi nhà của hai bố con Harley và Dave, nhưng chính vì vậy mà tình tiết lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng. Nữ chính của chúng ta sẽ vừa phải tìm cách giải cứu người bố đang bị thương nặng, vừa phải chống chọi trước cơn bão ngày một dữ dội, cùng đàn cá sấu luôn trực chờ để sâu xé con mồi. Nhưng có vẻ như đạo diễn Alexandre Aja vẫn chưa thấy đó là đủ đô, nên Harley cũng phải bị thương luôn. Nên thành ra chuyện phim trở thành hai con người mình đầy thương tích nhưng vẫn phải đối mặt với thảm họa kép. Nếu các bạn thấy thế là quá thiệt thòi cho kép chính thì đừng lo, vì đạo diễn phim vẫn biết cách cân bằng tình hình thông qua việc xây dựng hai bố con trong phim là những vận động viên bơi lội chuyên nghiệp. Chính vì vậy, khán giả không chỉ được theo dõi màn càn quét đáng sợ của những sinh vật sần sùi khát máu mà còn được thưởng thức từng động tác đầy dẻo dai và chuyên nghiệp của cặp đôi nhân vật chính.
Không chỉ dừng lại ở đó, nhà làm phim còn nâng tầm câu chuyện thảm họa này bằng cách lồng ghép tình phụ tử trong từng tình tiết, tạo ra tổng thể vừa căng thẳng dồn dập nhưng cũng rất chạm đến trái tim của những người thưởng thức. Bên cạnh đó, bộ phim cũng chỉ có thời lượng khoảng 1 tiếng 20 phút mà thôi, nên nếu như các bạn đang tìm kiếm một trải nghiệm phim ảnh thỏa mãn nhưng cuộc sống lại quá bận rộn thì hãy thử ngụp lặn trong địa đạo cá sấu tử thần của Michaela Scodelario nhé. Năm 2015, cặp đôi biên kịch John Carrick và Harold Ronsoloek đã mang tới cho chúng ta tác phẩm The Wave, một bộ phim chủ đề thảm họa tự nhiên được giới phê bình đánh giá cao với độ tươi lên tới 83% trên Rotten Tomatoes. Đến năm 2018, phần hậu truyện của The Wave mang tên The Quake cũng được giới thiệu tới toàn thể khán giả với những người yêu điện ảnh trên khắp thế giới. Và cũng giống như người tiền nhiệm của mình, The Quake cũng nhận được những phản hồi tích cực đến từ phía chuyên gia bình luận thông qua số điểm 85% độ tươi trên Rotten Tomatoes. The Quake kể về cuộc sống mới của nhà địa chất học Christian Eckhart sau khi sự kiện sóng thần trong The Wave xảy ra. Sau thảm họa ấy, gia đình của Eckhart đã gặp phải những vấn đề trong cuộc sống dẫn tới cuộc ly dị của người anh với người vợ Aiden. Những tưởng cuộc đời sẽ chỉ trải qua một thảm họa tự nhiên thì vận rủi lại tiếp tục đeo bám gia đình Eckhart và đẩy tất cả bọn họ cùng những người dân xấu số tại Oslo vào một cuộc chiến nữa với thiên nhiên, một cuộc chiến mà có lẽ họ sẽ không bao giờ được thấy ngày trở về. Đối với những ai chưa xem The Quake, bộ phim chắc chắn sẽ làm các bạn phải kinh ngạc với kỹ thuật kỹ xảo hình ảnh được xây dựng cực kỳ tài tình. Thậm chí nó đặt bộ phim đến từ Na Uy này lên bản cân với những tác phẩm thảm họa tự nhiên khác của Hollywood phát hành trong cùng khoảng thời gian đó như là Geostorm hay là San Andreas, thì thậm chí hai đại diện của Hollywood cũng khó lòng có thể đọ được với The Quake. Không chỉ làm tốt về mặt hình ảnh, nội dung của bộ phim này cũng được đánh giá cao vì tính chỉnh chu và logic của nó. Và nếu bạn là một người với sở thích xem những bộ phim thảm họa tự nhiên thì The Quake chắc chắn là một tác phẩm bạn không thể bỏ lỡ. Và đó là danh sách những bộ phim lấy chủ đề thảm họa tự nhiên mà chúng mình cho là đáng xem. Chúng mình có bỏ qua bộ phim nào không thì đừng quên comment phía bên dưới nhé. Ok, như thường lệ, nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like và share nó. Còn nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với Phê Phim thì đừng quên nhấn nút subscribe cùng nút chuông nhỏ nhỏ ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào chúng mình ra trong tương lai nhé. Mình là Hiệp, cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!